Gà từ giọt nước quý lắm. Mình ở đây có sao đâu có nước xài, phải 11, 12 giờ đêm chạy xuống dưới xếp hàng chở. Mà có khi tới mình rồi hết nước, không có nước rồi đi về không đó. Cứ 4 năm lặp lại theo chu kỳ, năm nay miền Tây lại rơi vào cảnh hạn mặn vào mùa khô. Canh tác nông nghiệp là chính yếu, thế nhưng hạn hán cộng với triều cường và gió chướng những ngày qua đã khiến nước biển xâm nhập mặn vào đất liền, vào kinh, rạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến canh tác của người nông dân. Nước nhiễm mặn cũng khiến cho nhà máy cung cấp nước ngọt không thể hoạt động, nước sinh hoạt không có, đời sống bà con càng trở nên khó khăn. Nước thì hôm nay bị nhiễm mặn, trên mới bơm nước mới cho nước xuống. Tưới tiêu này thì giờ tạm thời thôi chứ đâu có ổn định được. Nó xấu chứ, để trong giờ tưới tạm thời để chờ trời mưa được. Là nguồn nước ngọt ở trên nó cũng xuống được, thì nó sẽ chết được. Cảnh xấu này là không có chuyện được đâu. Thì giờ chứ không chứ. Ví dụ trời mưa được thì nó đáp trở lại. Ở đây là ổn hai công mấy, hai mấy ba công. Họ mình mua với giá rẻ là họ lấy vốn là mấy 20 triệu. Mình giờ đâu biết người xuống được. Thì thấy tình hình này là nước xấu này là đồ này xấu rồi, thấy là nó lỗ rồi. Nay nghiêm trọng chứ 2-3 năm trước thì không có nổi. Có luôn, mưa xuống mà tưới. Nghe nè, như nước mặn nó đâu tưới, tưới vô nó chết thì không? Bỏ luôn vậy. Thì nước không gần cạn, tôi ủ một bồn đó vô tôi thử nước cửu long rồi nước này trên kia rồi. Ngày 5-6 thùng giờ có nước này để bơm rửa chén thì cũng đủ ha. Nhiều hecta hoa màu đang đợi ngày thu hoạch, thiếu nước ngọt, bà con Tiền Giang có nơi bỏ luôn vì không thể cứu, người thì cố cầm cự tưới tạm nước mặn để duy trì trong mưa và chắc chắn đối mặt với một vụ mùa thua lỗ. Không chỉ khiến hoa màu đồng ruộng khô cằn, thiếu nước ngọt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con. Nước uống, nước nấu ăn, tắm rửa, sinh hoạt hầu như tất cả đều phải hạn chế một cách tối đa. Cái này là phá nè, con này mở nè, đó. Nước không lên giọt nè luôn. Không, nước giọt 3 ngày nay. Yeah. Đây có, đây nói chung có cái đè. Bây giờ nước kinh nó thì chạy được, nó bị nhiễm mặn. Thì đây đổ xuống đây mình tắm nè, thì bỏ đồ đây giặt nè. Nó giặt xong rồi mới rút ra chứ để nó chảy hết sao. Nó cái tử nước nè, nó vậy đó. Quý lắm. Nó tắm xong thì giặt đồ. Những xô nước ngọt từ thiện chở nước phát cho bà con là biện pháp tức thời giải khát cho Tiền Giang cũng như một số địa phương khác đang chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn. Thế nhưng điều bà con nơi đây mong đợi nhất vẫn là những cơn mưa xóa tan cái nóng oi bức cũng như bơm tràn cho mạch sống miền Tây. Thì hàng ngày dù có nước thì chở hàng ngày vậy đó, đừng có đằng thay thời. Phải lên ngoài ngay mặt lộ cái chỗ cái bà trống nó thành trống nó đó. Qua đây 4 canh này đi ha. Coi đây rồi anh ơi. Đây đây con miếng này chưa đây. Lỡ lỡ thải đây. Con trẻ chạy chỗ rộng nè. Đây nó đổ. Nó trước rồi hay đó. Đi làm bên tôi không? Đây đây đây. Ở đây nè mày ăn bánh.